Tình xin chào mọi cô chú anh chị các bạn. Chào cả nhà. Chào cả nhà chú ba. Chào cả nhà. Rồi mưa. Rồi cho mát quần mát luôn. Con bơi mũi phải không? Bữa nay là mà hai chồng chú ba với gia đình tiện đi ra ngoài sông đặng kéo cá cả nhà. Tiện lên mất mũi. Lạnh quá chú ba ơi. Đây. Sát vô chồng mé luôn nha. Hôm nay thì ít thì Tiền sẽ nấu cơm ở nhà ăn, còn nhiều quá thì mình sẽ đi bán với cả nhà. Xăng luôn cả nhà ơi, tự nhiên không có miếng hơi nào hết trơn, su cà na luôn. Máy bị hư rồi. Không lôi tiếp chú ba kìa. Máy bị gì luôn hả cha? Được không chú ba? Nó có mồm nhé. Nó có mồm hết mà. Mát không thịt? Mát. Nè, cái bộ. Nó thích cái mồm ơi, cái này kéo dính cái mồm. Cái này vô một cái mồm. Có cá gì nhảy vô nguyên bậy luôn rồi kìa. Hiểu. Cái mồm này hơi bị bã nha em ba. Nào máy bị hư kéo lưới một giờ ghi ghi cái máy rồi. Ôi ôi nguyên bị cá cá linh nó nhiễm nhảy cái linh đây có thiểu biết đâu rồi thiểu nó nhảy cái linh nó mới nhảy cao rồi cái thiểu nó nhảy đừ đừ nguyên bậy luôn á cha. Sáng sớm sớm mà đi dạo đó dữ rồi. Ôi bậy cái linh bậy cái linh thôi. Trời ơi, nhảy dữ rồi cả nhà. Ôi trời ơi, nhảy ra hết trơn rồi, ông Tân. Nhiều lắm á. Ôi ơi, dữ rồi, dữ rồi, vô ngoài cái linh này rồi. Gọi hết luôn rồi. Gọi luôn rồi, hết rồi. Gọi luôn rồi, hết luôn rồi. Gọi rồi. Gọi luôn. Cái cơm này. Ồ, cái cơm đây. Cái mình nào, có cái cơm này. Ờ, cái cơm này. Cái bên đây nè, hết rồi, cái linh. Mọi người cái bọng này. Có cái bọng đó, lâu ra qua bên chút. Kìa, xếp ảnh cho em. Ờ, rồi. Hết hộp cái linh này. Như vậy cái linh này. Ồ, nhảy lên ngót. Hay còn nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hết hồn cái mồm. Ồ, vô nguyên 7 cái mồm bên đó kìa. Đây, một cái mồm. Ồ, vô 7 cái mồm. Cây nhịn đi em ba. Ồ, ngon, sắp quá, cái cao lên nhảy. Trời ơi, cái linh này. Ơ, dịnh dịnh lên đây cái em ba ơi. Ba, ba, ấy ba. Ồ, nguyên 7 cái mồm nè. Nó linh nữa cả nhà. Cho nó qua nhiều nhiều đi hết. Cho nó qua, nó qua. Ừ, cho nó qua bản. Hết súc nó ngon kìa. Cái thau cũng đỡ đỡ rồi nha. Cái này mà và đây cái mồm nhóc hết luôn á. Bả bỏ đi. Kè vũ rồi cha trên. Ôi ôi hết hồn rồi chứ. Rửa cái thao nha, cái thao rửa nha chú ơi. Ông lấy cái tay em chà chà với chú ba. Bọn mà cái heo ngon luôn. Hai con nè. Hai con cái heo luôn. Còn gà anh, còn gà anh, còn miếng gà anh vét hết bên cha đó. Ừ. Nẻ đầu cũng có đỡ quá cả nhà. Này thì giá bên 5 kg rồi đó. Đi một thao luôn. Giờ tiếp tục gạn nữa kìa. Cá mòn dữ dằn luôn. Ủa, cái chốt nó bự. Đỡ vô thế nào? Chúng này luôn được không? Thấy vô phi bỏ đi mấy bài. Sạch sao? Vô phi người ta chỉ bỏ trời. Bỏ đi. Bỏ rồi, bỏ rồi. Hai con cá chốt luôn. Đen quá cả nhà ơi. Do nắng á. Cha cha ở đây nè cha. Ồ, con cá hiểu nó bự nè. Ôi, cái hiểu là ngon. Nè nè, bên đây nè cha, nó đang chạy qua bên đây nè cha. Rảnh tùng bên đây đi. Cái con lội nè. Không biết là sao đây cả nhà, sao mà tối quá nè. Bỏ xúc bỏ qua đây luôn. Đây có không? Mấy nữa luôn. Giờ đây dọn luôn. Rồi mày kêu có mồm lên nữa mồm nó. Nó lựa đi. Tháng nó rồi. Cho thứ ba lựa như hổng như thứ ba. Ngồi lựa.
tiếng mấy không hồ. Lượm từ cộng công. Vô cái thao nhỏ đó anh. Vô thao nhỏ đi con. Ủa cái linh cái thiểu ngon nè. Rồi giờ là quay ngang lửa cá rồi. Sao cha cái máy sao rồi? Rồi giờ thì mình đánh ngay cái bến ngay cái bè nữa đó cả nhà. Bến này thì bến hổm rất là trúng luôn nha. Coi chú ba qua đây hả? Coi chú ba qua đây. Từ từ thôi. Bữa nay hận nước lại cả nhà, đánh cá cơm cũng có lấy gai bột nha. Mẻ đầu thì cũng rất là nhiều luôn. Bột em ba. Ôi cái này có cái lỗ rồi. Bịt cái lỗ lại không được. Mình đổ ra ngoài. Được chưa? Đang lạnh quá lạnh. Đánh cái mạnh lên hết lạnh rồi. Dướng đâu không? Nặng không? Nước chảy xiết. Nước nó chảy xuống nó ép vô trong trong cái giếng luôn. Anh nói nó con cá gì kìa? Lại là hết nhảy. Dữ rồi, cá linh nè. Sáng sớm mà có cá linh. Chúc cậu bánh tán bài cá thiểu nữa nè. Cái này hận nước hả cha? Hận nước. Chết sáng. Không có cá linh nhiều. Sao không thấy cái cơm gì hết trơn à? Như tụng hết rồi. Ồ cá linh nè, nguyên bày luôn rồi. Vô tụng rồi. Là nó vô tụng hết rồi. Đó có lòng tông. Điều hiu quá vậy. Được 7 cá linh. Nó có gì? Nhiều lắm hả cha? Ôi ôi. Kìa, hiếm ba. Con bọng luôn rồi. Dữ luôn hả cha, không có gì. Nhiều lắm á, các cơm bự luôn rồi. Cái tụng anh đó. Ừ. Lô này ra bên đó. Vũ đi, vũ ra bên. Không được, tao đi qua đi rồi.
cá tùng đâu rồi? Làm tùng đâu cha? Đó đó. Tùng bến đi. Cho phan dướng dướng. Trời ơi. Mình mới đây sáu ngọc cho người ta. Cái này ngon ghê. Sạch sạch. Đó đổ. Cái này hứng ra luôn. Này là trời nó đi. Nhặn nhặn cái này xuống nè. Có quà đó, có quà đó. Chú ba đè chỗ này nè chú ba. Nhóm nhóm chỗ đó là nghỉ, chờ đi vòng cục đó là họ chết. Thím ba, thím ba nhóm nhóm qua đây đi. Nó đó, nghe không, cái vòng đó, hồi nó chết. Qua đây nó đang lội qua kìa. Ôi ôi, giữ dằn cái mẻ lưới này cả nhà ơi. Kìa ngay chỗ tay cha kìa. Vậy không có trơn nè. Cái vò con, ghĩa vò con nè. Đó, buông buông cho nó sâu sâu xuống cho nó lội qua. Kìa 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 kìa, dữ rồi cha ơi. Chú ba ơi, vô mánh rồi. Cha cha coi chừng chìm ra ngoài bớt rồi kìa. Cha ra ngoài bớt cha. Trời ơi, vô mánh rồi. Kìa cha chừng càng ra cha ơi. Dồn qua đây luôn đi cha. Vô. Vô mà. Ừ, cái chú ba đó. Cái chú ba kìa kìa kìa. Tháo bự, tháo bự đâu. Xúc cá thôi chú ba ơi. Vô rồi chú ba ơi, chú ba ơi, vô rồi chú ba ơi. Rồi. Đó thôi. Đất thôi mình. Một rổ nha. Cái cơm bự. Nó đều nè. Hai gỗ. Phơi mớ ăn ha. Phơi cũng được. Ba gỗ. Cá này phơi vừa rồi. Cá này về phơi được rồi. Ừ. Cá này được. Đóng thùng cho bà ba. Này gửi cho cô ba đi cha. Ừ, đóng thùng gửi cho cô ba đi. Bốn gỗ. Cô bảnh quất tán lấy cá thiểu nữa là về được rồi. Thiểu với cá nãy bán. Năm gỗ. Vô bánh rồi. Thấy sao rồi? Bến cá thiểu nuôi bả đó. Sáu gỗ rồi ơi. Giòn giòn lại cha. Còn bên kia. Còn bảy gỗ. Bảy gỗ. Nhiêu kỹ đủ cho chị ba. Dữ lắm rồi. Con lỗi không cha? Đây cái bầu cho anh bên đây nè. Thăng 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 nhẹ nhẹ lên đi kìa. Ờ nhẹ lên nó gồng anh đi. Đổ vô coi. Ê, dơ. Ngay chỗ này dơ nè chú ba. Ngay chỗ ta cha. Ừ. Cắt cái này đi. Cái mồm ngon ghê. Bình đó, bình đó. Bình đó ấy. Ấy qua luôn ha. Dơ không cha? Được. Nhẹ nhẹ, đừng vô mạnh. Thôi, con vũ bên đó đi. Rồi rồi. Chút giúp bánh đi, giúp bánh đi. Ừ.
Đây đó đi. Ê cái chuyện đó thấy nè. Mình cứ vũ ở trên, nó có gác. Rồi. Okay. Rồi. Này xúc qua, ơi chú ba sẵn xúc đi. Lửa cái mồm ra. Này vũ lại đi trai. Kìa kìa. Mà sao nó không có lên giống như bên kia ha. Nước chảy. Chảy vô vừa cá mồm. Vô mánh. Đây cả nhà ơi, hành quả nè, thím ba dở xời lên thím ba. Rồi. Đây, nguyên một cái thao thím ba đè lên dẹp lép người ta hết rồi. Trong một cái thùng nữa đó cả nhà ơi. Đó. Rồi. Hành quả nha. Cá thiểu. Rồi giờ là đánh thêm một mẻ nữa cả nhà ơi, đặt đóng thùng gửi lên cho cô ba với lại cô hai, biếu hai cô cá về Sài Gòn thẳng tiến. Về hái thêm mớ rau nè, đặng gửi lên cho cô hai, tại vì cô hai ăn chay á, cô hai rất là thích ăn rau đồng ở chỗ của Tiền. Giờ là mấy cha con sẽ đánh ở đây với chú ba với ba. Cô ba thì ăn mặn, thì cô ba rất là thích ăn cá nhỏ, cá đồng. Bữa này là mọi lúc đánh là cá thiểu dữ lắm luôn. Bữa này bánh mới nữa. Rồi bây giờ là kéo lưới lên nha cả nhà. Anh này kéo cái đó vô tiếp cha. Con sâu kìa anh, con sâu. Kéo vỏ tới chút. Nữa không? Chưa tới nữa hả? Sâu dữ hả? Được chưa? Có mất gốc gì không? Nó không xếp khó bất kỳ. Anh thấy nhảy chưa nè? Thấy cái mồi bữa nay thì chết đã hiểu hết gì rồi. Nhất ba tam, nhì ba cái. Không lẽ cái thứ ba xui vậy sao chú ba? Rồi.
có lên kìa trai, mày có hiểu rồi đó trai, nhóc hết trơn rồi trai, ăn sâu tùng kìa. Ừ. Cái trước mặt cha đó cha, nguyên bậy luôn đó cha. Đó. Đó. Để thím ba đi. Có cái mày gỗ kìa. Ủa, bán cái cây. Được. Còn nữa rồi. Nó nãy ngầu. Rồi, được chưa? Rồi. Nguyên cái chùm cây đi nè, nó mắng gì kỳ. Rồi luôn, biết nó ra không? Lên luôn nha. Cái này hồi bánh này không có cơm cả nhà, chủ yếu là cá hiểu có lòng tông thôi. Dầm gạo lên luôn đi. Gió nó tấp ngược lên không mà. Đây là cha, cha ơi, cha lên đây nè. Đưa ra ngoài. Gió nó bay. Ngược lên không à. Rồi, gá hái mớ cao muống với rau ngổ của Dương Tư này cả nhà ơi, gửi lên cho cô ba ăn mớ. Rau ngổ ngon lắm, về chảnh mua cái lóc hấp nghe cô ba ơi. Thì gửi cái lóc lên. Đột đột sức không 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 có cá lóc cô ba ơi. Cái hấp cái cơm đỡ đi. Non xẹo luôn. Sức sức lên chú ba ơi. Là đẩy vô bọc nè. Rồi lên chảnh cô ba ăn như cô ba lặt nhiêu. Chứ mình đâu lặt trước đâu. Bỏ chị sỏi này, sỏi này lắm. Nó sảy con mà bảy. Đúng là câu ngổ tuyệt vời. Non xẹo luôn á. Hái cá là nó kêu cái bập. Ngồi giờ không hái hả? Còn tính nói mà thím ba nói trước con rồi. Còn tính nói chú ba rồi đó. Kêu ngái ngựng ký, à đủ ký mới cho về đó. Diện mình thím ba hái 2 ký đi. Rồi tới luôn. Bác Tài ơi.
ở trong đó nhiều ghê luôn kìa. Ở trong đó một cái bò thấy tao mở bò thì dữ lắm ba. Cha nhiều chưa? Được rồi. Cỡ nhiêu được rồi? Hai mới muốn không cha? Thôi đi, muốn gì cả. Rồi, giờ thì về tới nhà đó cả nhà, về đóng thùng nha, gửi cá lên cho cô ba với lại cô hai. Đây mới có cơm nè, đặt nước đá cho thiệt là nhiều nha. Nè, mình gửi lên ngay bến xe miền Tây á, cho nên là chặng đường cũng hơi xa. Đây có mớ khô, khô này cũng bỏ tiền phơi nè cả nhà, khô cá cơm nha. Rất là ngon luôn. Này về là để tủ lạnh khô éo ăn cô ba. Với lại mớ rau. Trễ quá rồi không hái ba cái rau chay được cô hai ơi. Cô hai ăn đỡ rau ngổ, rau muống với rau nhút nha. Rau muống nè với rau ngổ để chung nè. Còn này là rau nhút. À, giờ thì cha đang ấy đá xong rồi dán băng keo lại rồi mình đóng thùng mình gửi lên chảnh luôn nha. Thì Tiền cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ở video sau. Bye bye, bye chơi. Bye, cả nhà.